Mình xin chào anh em mọi miền Tổ quốc nha. Và clip hôm nay mình xin chia sẻ với anh em hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là tại sao các đại lý bán xe thường là có cái giá nó chênh lệch nhau. Ví dụ như ở đại lý A thì con xe đó vẫn là con xe đó, tuy nhiên nó bán với giá 100 triệu. Còn đại lý B thì nó bán rẻ hơn, ví dụ nó có 98 triệu rưỡi thôi. Và đại lý C thì có thể nó rẻ hơn nữa, 97 triệu thôi. Nhưng mà đại lý C và đại lý D, có một đại lý nữa, nó lại bán mắc hơn, ví dụ 102 triệu. Vậy thì cái sự chênh lệch giữa đại lý A, đại lý B, đại lý C, đại lý D á, thì từ đâu mà ra? Đó, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là một số nơi bán xe với giá thấp bất thường. Ví dụ một số anh chị mà đăng bài lên Facebook hoặc là đăng bài lên YouTube và để lại số điện thoại, anh em thấy rằng anh em thấy những cái con xe rất là mới, tuy nhiên thì người ta rao với một cái giá rất là thấp. Ví dụ như con này hoặc là con Sibo, hoặc là con YZ, hoặc là con Vespa, hoặc là con SH-Mod, tuy nhiên thì giá nó thấp bất thường luôn ha. Ví dụ như hiện tại giá tại đại lý con này là 100 đi, thì nó bán ở trên Facebook, nó để là số điện thoại luôn và để hình luôn, giá chỉ có khoảng 45 thôi, thậm chí giá khoảng 38, 35 nữa. Và như vậy thì liệu có nên mua ở những nơi giá thấp bất thường như vậy hay không, thì mình sẽ giải đáp trong clip này luôn anh em nha. Rồi, đầu tiên, cái lý do thứ nhất tại sao các đại lý thường là bán với các giá cùng một con xe nhưng mà các cái giá đưa ra là khác nhau. Như vậy thì mình sẽ giải đáp với anh em. Có hai vấn đề chính quyết định về giá của một con xe. Cái thứ nhất đó là chi phí. Như vậy thì trong cái chi phí nó có chia nhỏ ra cái chi phí như sau. Ví dụ như chi phí thuê mặt bằng. Ví dụ như đại lý A thuê ngay một cái nơi rất là lớn mà đông người qua lại và cái mặt bằng khá là đắt. Người ta thuê một cái mặt bằng trị giá lên tới mỗi tháng vậy phải trả từ 300 đến 500 triệu. Mình biết một cái đại lý A ở Gò Vấp thuê ngay gần Quang Trung với lại gọi là con đường lớn các bạn. Giá thuê cái một cái mặt bằng để mà buôn bán xe máy của Honda giá tới 500 triệu các bạn, 500 triệu. Đó là chi phí cho mặt bằng thôi nha. Cái cộng với chi phí thứ hai đó là trả tiền điện nước, và cộng thêm một loại chi phí nữa khá là nặng, đó là trả tiền cho nhân viên và các cấp quản lý. Ví dụ như các bạn phải trả tiền cho nhân viên bán xe, nhân viên kế toán, nhân viên lao công, nhân viên phục vụ, nhân viên kỹ thuật sửa chữa, nhân viên giao nhận, nhân viên kho bãi, kho vận, vân vân, rất là nhiều thứ. Cộng lại hết tất cả các chi phí đó thì chỗ đó vừa mặt bằng mắc, vừa có chế độ hậu mãi và chế độ sao bán hàng tốt cho khách hàng, cộng với lượng nhân viên chuyên nghiệp và người ta bán hàng một cách chuyên nghiệp hơn, thì chắc chắn cái lương ở nơi đó dành cho nhân viên cũng có thể là tốt hơn một số đại lý khác. Có thể thôi nha, mình nói có thể thôi. Và cộng lại dồn hết thì nó ra, ví dụ như chỗ đó nó thuê 100 nhân viên thì cộng lại, cộng với mặt bằng, cộng với điện nước, cộng với các chi phí phát sinh và cộng với cái tiền vốn người ta bỏ ra, người ta đem một số lượng lớn hàng về, người ta để trong bãi, trong kho, thì tất cả các chi phí đó cộng lại, ví dụ như 10 tỷ đi, thì trong tháng này người ta phải cân đối làm sao người ta bán ra một chiếc xe và người ta lời bao nhiêu, thì người ta sẽ cân đối và người ta bán ra. Có thể nó mắc hơn một số đại lý khác, nhưng chiếc xe đó hậu mãi tốt, chiếc xe đó được chăm sóc kỹ lưỡng và đến tay khách hàng rất là hài lòng. Đó. Cho nên á, những cái đại lý mà bán rẻ hơn có thể là người ta tìm được cái mặt bằng nó tốt hơn. Ví dụ mặt bằng chỉ có 100 triệu thôi, và nhân viên người ta ít hơn, rồi lượng xe người ta để trong kho ít hơn, cho nên chắc chi phí nó ít hơn, cho nên chia đều ra thì cái xe nó có thể bán với cái giá tốt hơn, hoặc là người ta bán như xe, người ta lấy số nhiều, người ta không cần lời nhiều, người ta lấy số nhiều, người ta cần số nhiều, người ta cũng sẽ được những cái khoản gọi là thu nhập về tốt ha. Đó là lý do thứ nhất tại sao giá xe mỗi nơi mà khác là như vậy ha. Rồi, cái thứ hai là xe thấp bất thường. Ví dụ như chiếc này 100 triệu mà có nơi bán, ví dụ trên Facebook, trên YouTube nó rao bán là 45 triệu, 38 triệu. Ví dụ chiếc Vespa cũng vậy,
Vespa cũng 8 90 triệu mà bán chỉ có 35 37 triệu, rồi chiếc da Z mấy trăm triệu mà bán có hai mấy triệu, ba mấy triệu vậy. Anh em liệu anh em có tin hay không ha? Thì vấn đề này là vấn đề nhạy cảm ha. Mình làm clip này không ý muốn đá đổ chén cơm của bất kỳ một người nào đang bán giá xe ở trên thị trường. Tuy nhiên á, những anh chị cô chú mà đang bán xe với một cái giá thấp bất thường như vậy á, hãy hãy làm việc và hãy buôn bán với một cái tâm nha. Đừng đừng đó lừa lọc khách hàng, tội nghiệp người ta lắm anh chị. Vì thật ra đó, một con xe chi phí của các cái đại nhà máy người ta giao về á, nó đã có tính toán hết rồi. Ví dụ như con này bán ra 100 triệu, thật sự giá đại lý đưa cho giá đại lý nhập về từ Honda là 71 triệu đi, thì 29 triệu kia đó là các cái chi phí vận chuyển rồi tồn kho trong bãi rồi nhân viên rồi mặt bằng rồi điện nước rồi hậu mãi các thứ, thì 29 triệu đó là để cân đối. Còn tự nhiên con xe 71 triệu mà những người buôn bán xe mà rao có ba mươi mấy bốn mấy triệu thì rõ ràng nó đâu đúng đâu, nó rất là bất hợp lý, và từ đó dẫn đến là nó có một cái điều gì đó nó bất thường, và từ cái bất thường đó thì dẫn đến điều đó là chúng ta không nên mua. Vì chúng ta mua những cái loại hàng mà giá thấp bất thường vậy, chúng ta sẽ ôm vào một cái sự nguy hiểm, là một cái sự bất an và một cái sự nghi vấn nghi ngờ. Vì chiếc xe rẻ đó mua rất là dễ, mua rất là dễ sở hữu, nhưng mà mua về rồi ai biết đâu xe đó có đúng quy định nhà nước không, xe đó có gian lận không, xe đó có thay đổi kết cấu ở trong này hay không, xe đó có giấy tờ đầy đủ không, có đúng giấy tờ pháp luật quy định không, có cà vẹt gốc rõ ràng hay không. Đó, rất là nhiều thứ các bạn cần phải hết sức tỉnh táo nha. Và mình khuyên anh em là nên né ra những cái chiếc xe mà bán với giá thấp bất thường như vậy. Không nên vì thấy nó rẻ mà ham. Người ta nói là tiền nào của nấy, luôn luôn câu đó luôn luôn lúc nào cũng đúng trơn anh em ha. Rồi, qua clip này mình giải đáp hai vấn đề đó. Mong anh em sáng suốt và lựa chọn những cái nơi bán được chiếc xe với cái giá anh em cảm thấy ưng ý. Đừng so sánh quá nhiều. Nếu anh em đã thấy thích thì anh em thấy cái chế độ hậu mãi ở đó, hoặc là anh em thấy cái phong cách làm việc ở đó và cái chất lượng ở đó tốt thì anh em mua thôi. Còn mà đi săn tìm chỗ nào rẻ hơn chỗ nào, thật ra cái gì nó cũng có hai mặt ba mặt hết. Mua được rẻ nhưng mà quay lại hậu mãi thái độ của đại lý, của nhân viên ở chỗ đó không được tốt thì chúng ta cũng ôm một cục tức rất là nhiều nha. Đó, mong rằng qua clip này anh em có đủ bản lĩnh và niềm vui để vừa sở hữu được sản phẩm ưng ý, vừa có những cái cuộc sống chất lượng. Rồi, mình xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.